và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Mr. Video bạn ơi. Và ngày hôm nay chào mừng các bạn quay trở lại với channel của ông Hoàng Quay Fan. Thì ngày hôm nay lại là cái thang máy của Hero Team để trước của ông comment dưới video. Anh đi đây bảo đây là thang máy của Hero Team, thang máy của anh đâu? Thang máy của Hero Team. Mình xài ké bạn, đúng, chuẩn đúng. Chưa bạn? Thật chuẩn đi. Chưa? Rồi, mình bảo đây là thang máy, gọi là thang máy của mình thì có người xét nét từng chữ một. Nên là mình sẽ phải quyết định sửa lại, sẽ lấy là thang máy của Hero Team. Hôm nay mình sẽ dùng thang máy của Hero Team để đi xuống dưới tầng 1 của Hero Team. Và mình sẽ đi ra khỏi chung cư của Hero Team để có thể đón fan của mình. Ôi trời ơi. Ok bạn, và ngày hôm nay thì mình có một bạn fan đến thăm mình. Vẫn là biệt danh ông Hoàng Quay Fan, thì ngày hôm nay chúng ta cũng xem là chúng ta sẽ gặp ai nhé mọi người. Bạn này đã từng xuất hiện trong video của mình một lần rồi, nhưng mà chỉ là hôm nay mình không biết là bạn ấy mang đến cái gì nữa thôi. Rồi ok, đi tìm bạn Thanh Trúc nè. Chắc là buổi trưa này không biết bạn ấy ăn cơm chưa, bạn hay bạn đi qua đây thôi. Ở ngồi trên shop chắc luôn nè, đây nè. Trúc báo hay còn gọi là Trúc trộm chó. Xin chào. Chào xin. Hello. Chào xin. Ăn cơm chưa? Ăn gì chưa? Sáng ăn gì chưa? Chưa ăn gì không? Đi ăn cơm. Đi. Qua đấy để tí nữa bóc, còn bây giờ đi ăn cơm trước. Không bây giờ em đi sang là 11, 12 giờ trưa rồi, chưa đi ăn cơm. Mình kể cho bạn nghe một câu chuyện cực kỳ ly kỳ luôn các bạn. Là hôm vừa rồi sau khi mà mình tết về các bạn, mình sang cái tiệm cơm, cái tiệm cà phê mà đối diện cửa shop của Hero Team này nè. Shop của Hero Team là 39 đường số 37 đây. Cameraman quay cho các bạn cái biển của shop. Đấy, địa chỉ đây các bạn. Thì trước cửa shop Hero có một cái tiệm cơm, thì hôm trước mà mình đã giới thiệu cho bạn ở trong cái video gần đây nhất rồi. Thì tự nhiên đùng một cái mình phát hiện ra cái tiệm cơm đấy. Hôm sau Tết mình ra mình mua cơm thì tiệm cơm người ta bảo là bà bán cơm nghỉ. Xong mình bảo là sao là nghỉ? Hết thích bán cơm. Xong mình bảo bây giờ cái tiệm mà cà phê với cả cơm mà tự nhiên không bán cơm nữa thì ăn một cái gì? Theo kêu là chưa biết nữa, đang tìm cơm mới. Thế là mình nhịn đói mấy hôm nay rồi, mình toàn phải đi mua đồ ăn các bạn. Bây giờ mình sẽ dẫn Trúc đi mua đồ ăn nha. Cameraman của mình đang đi kiểu này. Bạn ấy bị què chân nhưng mà bạn ấy vẫn phải đi quay vlog. Giới thiệu bạn, đây là Trúc, hay còn gọi là AKA. Mình đặt biệt danh cho Trúc một cái tên dễ thương là Trúc trộm chó. Thế hôm nay Trúc đã đi qua đây để thăm mình. Thì mỗi một cái video quay fan chẳng nhẽ mình lại dẫn lên phòng, rồi mình lại dẫn lên ngồi, xong rồi lại ngồi nói chuyện, gọi là talk show, rồi deep talk các kiểu. Thì nó cùng một mô típ quá, nó mất vui bạn. Hôm nay mình sẽ làm nội dung nó khác đi một tí bạn. Đấy là mình sẽ dẫn bạn Trúc đi đến một cái cửa hàng mà mình rất là hay mua đồ ở đó. Và cái cửa hàng đấy thì hôm nay mình tiện là có Trúc qua thì mình đổi mới content tí. Mình là nhà sáng tạo nội dung mà mình là content creator mà lại. Thế nên là mình sẽ dẫn Trúc đi đến cái chỗ mà mình hay mua đồ, hay mua nước dừa. Dạ anh biết mà. Nhưng mà biết anh mua ở đâu không? Đấy làm sao mà biết được. Anh mua ở ngay gần đây, thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi bộ cùng mình ra đấy nhá. Nó sẽ mất một đoạn thôi bạn, nó không xa lắm đâu. Nhưng mà bây giờ mình sẽ lần đầu tiên cho bạn biết là Mr. Vịt thỉnh thoảng nhá, không phải lâu ngày nào cũng mua, vì nó cũng mắc tiền lắm bạn. Mình làm gì có tiền đâu bạn. Nên là mình thi thoảng mình có tiền thì mình ra đấy mình mua thôi. Thì hôm nay có khách đến chơi nhà thì mình cũng sẽ ra mình mua đồ ở đấy và dẫn Trúc đi mua cùng nhá. Ok, let's go. Hôm nay thì mình dẫn bạn Trúc đi mua một cái món mà mình rất là hay ăn. Đây. Đấy là mandu. Mình thỉnh thoảng mình ở nhà mà mình lười bạn, mình hay ăn cái này. Mình hay ăn cái này. Thì mandu thì có rất là nhiều loại. Cái này thì thỉnh thoảng mình ở nhà mình hay mua, bởi vì giá nó khá là rẻ. Và nó cũng không rẻ lắm so với người bình thường đâu, bởi vì một túi chắc nó phải 30-50 nghìn á. Mình nghĩ là thu nhập của người bình thường không ai ta ăn này đâu. Nhưng mà với mình thì mình đủ khả năng để ăn cái này. Và nó cũng khá là tiết kiệm. Chứ còn nếu mà đặt qua Grab cứ tốn khoảng 70 nghìn đến 100 nghìn một phần ăn ấy, thì chắc là mình nghèo mất các bạn. Mình khá là nghèo bởi vì vấn đề ăn uống hàng ngày ấy. Bởi vì là hàng ngày mình ở một mình mà, nên là làm gì có ai nấu hay là làm cho mình ăn đâu. Nên mình phải tự túc là. Nên mình sẽ mua một cái này. To này thường người ta sẽ không bán này. Người ta sẽ bán một cái bịch nhỏ thôi. Xem cái này người ta có bán không hay túi bự. Bạn ơi, hai cái này có bán không hay là cửa hàng mình bán thôi? Hai cái này đều bán đúng không? Hai cái này sẽ rất là ngon. Mình sẽ mua hai túi mandu. Tất cả mua thêm thịt và bắp 5 cái. Mình nghĩ là 5 cái này là đủ để cho Trúc gọi là ăn no, gọi là thở oxy luôn rồi bạn. Mình sẽ kiếm một cái giỏ và bỏ nó vào nhé. Đây. Nó cho vào đây. Một giỏ luôn, một giỏ mandu. Rồi ok. Tiếp theo nữa là đây, ông Hoàng diệt nước dừa. Nhưng mà chai này khá là mắc, chai này khoảng 40 mấy nghìn một chai, 47 nghìn một chai, nên là bình thường mình chỉ mua khoảng 1-2 chai thôi. Là mình đã hết tiền tiêu xài cả tuần rồi đó. Hôm nay thì Trúc đến chơi thì mình sẽ mua cho Trúc nha. Mình sẽ mua cho Trúc một cái món mà mình rất là hay ăn. Một cái món mình thường đây, cái món này, cái xúc xích này một cây thôi. Nó có giá đến tận là 32 nghìn. Nhưng mà mình hay ăn cái này, hôm nay mình sẽ mua cho Trúc ăn thôi nha. Mình sẽ mua cho Trúc ăn thử cái này xem có ngon. Rồi sau khi mua nước dừa và mua mandu xong thì mình sẽ đi về, bởi vì mình hết tiền rồi. Mình hết tiền rồi. Hey. Làm nóng cho mình hai cái này nhá. Bây giờ mình sẽ cho các bạn một cái rất là hay. Đấy là mình đã mua đồ ở cửa hàng này rất rất nhiều. Mình sắp thành cổ đông của cửa hàng này các bạn. Mình mua rất là nhiều luôn và mình có điểm. Bây giờ mình sẽ sử dụng điểm để mình quy đổi một cái phần ăn. Bây giờ mình sẽ sử dụng điểm của mình nha. Mình đang có là 1843 điểm.
mình sẽ đổi một cái phần ăn. Trúc có thể chọn một món bất kỳ, anh sẽ tặng Trúc. Cái này miễn phí nên em chọn thoải mái. Mình sẽ đổi cho Trúc bằng điểm tích lũy của mình. Điểm này là mình sẽ phải mua rất nhiều để đổi ra điểm tích lũy. Mình rất là quý điểm này nhưng mà hôm nay mình sẽ tặng cho Trúc nha. Ok, tên tên mình phải mua để tích điểm các bạn. Và hôm nay mình sẽ đổi cho Trúc. Cho mình đổi một cái này nhá. Cái app thanh toán của mình rất hay các bạn. Mình sẽ khoe các bạn lần đầu tiên ở trên vlog của mình nhá. Là cái mã thanh toán này của mình nhá. Là mình phải cười thì nó mới cho mình trả tiền. Còn nếu mà mình không cười nó không cho mình trả tiền. Bắt buộc phải cười các bạn ạ. Nóng lúc mà mình đang quạo ấy, nhưng mà mình cần chuyển khoản cái gì ấy, là mình phải cười nó mới cho mình trả tiền. Còn mình không cười là nhất định nó không cho mình trả tiền. Không cười không được trả tiền bởi vì mặc định tài khoản ngân hàng của mình cài cái mặt mình là phải cười. Cái này thì đã xong rồi. Cái này sẽ là một cái xúc này trị giá bằng một tô phở 37.000 hay sao. Khá là mắc và mình thích ăn cái này. Nhưng mà lâu lắm mình mới dám ăn các bạn bởi vì nó mắc vắt là chuối. Chúc ăn thử cái này. Sẽ ăn thử cái này luôn các bạn. Mình không phải ăn thử nữa mà cái này mình ăn nhiều lắm rồi. Còn Chúc sẽ ăn một cây xúc xích và một cái kia. Ngon không? Xúc này được gọi là xúc xích ức gà. Cameraman của mình nó rất là cay cú rồi, bạn không được ăn cái này, còn mình được ăn. Mình ăn với là Chúc ăn. Yo. 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 Thèm không Sơn? Sơn kiểu cay thế nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ lên và mình sẽ nấu ăn cho fan ăn. Sẽ đặt clip này là Mr. Vịt nấu ăn cho fan ăn bằng cách là mua đồ ăn có sẵn ở siêu thị và về hấp lên. Rất tiết công view cực mạnh. Đây bạn, giới thiệu bạn, đây là Chúc trộm chóa, một trong những fan giàu nhất của mình các bạn. Dùng iPhone Pro Max 16. Bạn quên chưa lấy đồ dưới shop hả? À? Thôi rồi, để cho em tự xuống lấy đồ dưới shop. Em bấm thang máy xuống lấy đi, em xuống đi. Em xuống dưới shop lấy đồ đi. Bây giờ mình sẽ với Sơn là sẽ chuẩn bị đồ ăn để tí nữa cho Chúc ăn nha. Còn cho Chúc xuống lấy đồ dưới shop trước. Hy vọng là Chúc là nhớ là tầng của mình là tầng 5. Còn nếu mà Chúc không nhớ thì Chúc tí nữa sẽ chạy 4 tầng. Ok. Bây giờ mình sẽ nấu đồ ăn nha. Thì đồ ăn này mình gọi là mình nấu cho nó hoành tráng thôi các bạn, chứ thực ra nó dễ làm lắm các bạn. Ở đây mình có một cái nồi. Và cái nồi này của mình nó là nồi hấp. Thì bây giờ mình sẽ chỉ việc vệ sinh cái nồi hấp này. Và sau đó thì mình sẽ đây, mình sẽ vệ sinh cái nồi hấp này ở trên này. Đó. Thì nữa mình sẽ hấp nó và dùng nó để hấp mandu là mình sẽ xong rồi, rất là đơn giản. Cái này hôm qua mình vừa mới hấp khoai. Nó không được sạch lắm bởi vì nó cũng dính cái vệt của khoai và vỏ khoai ở đây nên là mình sẽ không sử dụng lại nhé. Mình sẽ lấy một cái mới đi. Ok, mình lấy một cái mới, mình lấy nước vào đây. Cái nồi này thì rất là dễ dùng các bạn. Chỉ cần chúng ta đổ đầy nước vào đây xong rồi mình bật cái công tắc vào đây là nó tự hấp rồi. Rất là nhanh, siêu VIP Pro Max luôn á. Với những người mà đang sống một mình như mình thì mình chỉ dùng cái này thôi là đủ rồi. Nó đủ để xài á. Nó không thiết phải cầu kỳ quá. Rồi ok. Sau khi mình lấy đầy nước này, mình sẽ để nó ở đây. Rồi, mình cắm điện vô như này. Đó, cắm điện vô như thế này. Rồi, để đây. Và bây giờ mình sẽ lấy cái tấm này của nó để mình lọc nước, nó đặt ở vị trí này. Và mình sẽ lấy một cái khay mới, khay này thì đã vệ sinh và đã rửa sạch. Đó, còn khay kia ngày hôm qua mình vừa mới hấp khoai các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lấy đồ ăn ra. Thì ở đây mình có mandu thịt. Mình sẽ ăn cái túi mandu nhỏ trước đi. Mandu hải sản này, mandu thịt. Mình sẽ làm cho mình Trúc với cả Sơn ăn. Thì mình sẽ lấy khoảng 3 loại đi. Mình sẽ lấy 3 loại này ra nha. Và bây giờ mình sẽ lấy kéo mình cắt nó ra như này bạn. Rất là dễ thôi, chúng ta có thể ăn liền luộc luôn á. Đây, cắt nó ra như này, có cắt một phần rồi nhá. Và bây giờ mình sẽ đổ nó ra đây, 5 cái. Trung bình một người ăn 4 cái này là cũng hòm hòm rồi các bạn. Mình sẽ đổ ở đây 5 cái và mình sẽ cất cái số còn lại vào đây nhá. Rồi, cất cái mandu thịt to vào đây luôn để cho tối Sơn ăn. Cameraman hiện tại đang ở cùng với mình và làm trợ lý của mình nên là mình cũng sẽ chuẩn bị đồ ăn cho bạn ý nữa. Mình sẽ cất vào đây. Đấy, ngày hôm qua mình mua cơm cho bạn ý vẫn còn nên là bạn chưa ăn cơm nữa. Tí em ăn cơm nhá, không để cơm nó phí. Ok, thế thì anh sẽ chỉ cắt thêm một cái gói mandu thịt thôi. Bởi vì hôm qua mình mua cho bạn ý là không phải hôm qua các bạn mà là ban đêm tầm khoảng đâu đấy mấy giờ sáng á. Là 3-4 giờ sáng là mình có mua 2 phần cơm tấm. Thì cơm tấm nó khá là rẻ, khoảng 40 ngàn một phần thôi. Ở trong này thì cameraman của mình có 2 hộp cơm. Mình mua ban đêm đi là buổi sáng rồi. Và vẫn chưa ăn, vẫn còn nguyên nha bạn. Cơm thịt này, rất là ngon. Không bảo mình ăn ngon, mình để cho cameraman chết đói tụi mình. Rất là ngon, 2 hộp cơm luôn, full luôn. Còn nước uống kèm theo nữa ở đây nữa. Thì tí nữa bạn ấy sẽ ăn. Còn mình bây giờ mình sẽ ăn với cả Trúc cái này. Đó, ok. Sau khi đậy vào thì mình sẽ vặn nó lên như thế này. Mình sẽ hấp nó trong vòng 20 phút. Tí nữa Trúc lên là Trúc sẽ ăn được rồi. Không biết Trúc đã tìm được đường lên chưa thì sẽ để cho cameraman xuống tìm Trúc nha. Khả năng là lạc rồi đó. Lạc rồi đó, đi xuống tìm Trúc. 5 minutes later. Bánh kem, sao hôm nay mẹ mua bánh kem? Dạ em muốn lại kỷ niệm 5 năm. À chụp lại kỷ niệm hôm nay ngày gì ạ? Em muốn lại kỷ niệm 5 năm. Hôm nay là kỷ niệm 5 năm. 5 năm em theo dõi anh hả? Ô đù. Em nhớ ngày luôn à? Ý là lâu rồi mà giờ em muốn làm lại á. Kỷ niệm 5 năm mà em muốn làm lại. Chứ cứ kỷ niệm 5 năm là từ hồi nào? Mùng 8 tháng 9. Ok thôi được rồi. Mình sẽ bỏ cái đống quà này ra bởi vì mình biết các bạn sẽ thích xem mình khui quà nên mình sẽ để quà sang một bên nhá. Tí mình sẽ khui quà cùng với cả bạn Tranh Trúc sau. Rồi ok.
Bia sẽ để cho Trúc ăn trước nè. Bởi vì Trúc sao đây vừa buổi trưa và bạn ấy rất là đói. Thế để cho Trúc ăn trước. Đây là ly mì mà mình đã sử dụng đến tận 1.300 điểm của mình để đổi bạn. Ly mì này thì nhìn trông nó cũng khá là basic. Nó là mì trộn đó bạn. Và nó có xúc xích nè, có trứng nè. Ok, đây là của Trúc. Rồi, Trúc mâm mâm đi. Đã, Trúc đã đổ xong rồi thì trong lúc mà Trúc đang ăn mì thì mình sẽ khui quài nha bạn. Để cho Trúc đỡ phải ngồi bị rảnh tay và Trúc có thể ăn cái ly mì đấy trước. Không tí nữa Trúc sẽ ăn mandu cùng với mình nha bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ khui quài. Thì em muốn khui cái nào trước? Trúc mang rất là nhiều luôn á. Em muốn khui cái nào cũng được. Trúc hôm nay mang qua cho mình mấy túi quả lận và có một cái mà các bạn có thể nhìn thấy luôn. Đây là một cái bánh mì này tặng anh à? Yeah. Ok, vậy là từ anh trên giường mình sẽ có một cái bánh mì các bạn. Cameraman nếu mà lúc nào đói quá thì có thể nhìn bánh mì thì tạm cũng được. Vâng, và hôm nay bạn Trúc bạn ý lại tiếp tục. Mình cũng không hiểu sao nữa, chắc là fan của mình mấy bạn ý biết là mình đói quá nên là thường xuyên tặng mình mì gói. Nhưng mà rất tiếc, các bạn tặng mình nhiều mì gói thì chỉ ấm bụng của cameraman thôi. Mình không ăn mì gói bao giờ cả. Mình sẽ để cho cameraman ăn nha bạn. Ở đây thì cái này thì mình sẽ ăn rau biển, một trong những món mà mình rất là thích. Mình khá là thích ăn rau biển các bạn. Cái tiếp theo nữa là cũng là một món mà mình rất là thích. Bạn Trúc này bạn mua đồ nhiều lắm, bạn biết mình thích ăn cái gì luôn bạn. Đây là da cá, là một trong những món mà mình hay mua ở các cửa hàng tiện lợi nhưng mà nó khá là mắc nên không phải lúc nào mình cũng mua đâu bạn. Một cái túi này phải 30 mấy ngàn. Tiếp theo là một cái gói đậu phộng. Tiếp theo nữa là cũng là một trong những gói món mà mình rất hay ăn. Cái này thì mình hay ăn các bạn, là xúc xích heo, toàn đồ ăn liền các bạn. Tiếp theo nữa cái này là mình cũng chưa ăn rồi nhưng mà cái này nó là bánh gì đây? Bánh mâu chanh leo. Cái này thì tôi không hiểu. Tôi chỉ hiểu mục đích bạn đi mua cái này để làm gì. Tại sao lại em lại quyết định mua cái này? Hả Trúc? Nó hài à? Cái này em mua hết bao tiền nhỉ? 15 ngàn. Cũng rẻ bạn ạ. Cái này 15 ngàn thì cũng rẻ bởi vì bình thường trước mình mua cho mấy đứa cháu mình thì một cái này nó phải đến tầm khoảng 20-30 ngàn, nó là ít á. Chứ còn cái này 15 ngàn là chắc là rẻ đó. Tiếp theo nữa thì có một cái bịt mắt. Cái này là bịt mắt hình gấu trúc. Tại sao em lại quyết định mua cái gấu trúc? Em thấy chị mua cả chứ em không. Tiếp theo nữa là một con vịt. Con vịt này là con vịt để tra tấn đấy các bạn. Tức là bạn có thể bóp nó mức nào cũng được các bạn. Và khi mà bạn thả ra thì nó sẽ hồi về cái hình dạng ban đầu. Đó, đây là một con vịt nó dạng để xả stress. Khi mà mình đang tức cái gì mình có thể sau đó thì nó sẽ lại tự nở ra như ban đầu y nguyên luôn, nó không bị hỏng hóc đâu bạn, bởi vì nó là đồ để xả stress, để nghịch thôi bạn. Nhưng mà nó rất là cute và đặc biệt là có hình con vịt đó, mặc áo màu tím có trái tim ở giữa đây bạn đó. Cái này mình sẽ để bên góc làm việc của mình bởi vì nó sẽ xả stress rất là tốt. Nữa thì có cái móc khóa. Cái móc này mình nhìn thì có hai cái, một cái là móc khóa hình chai cola. Đó, chai cola, cái này thì mình sẽ cất vào ngăn tủ của mình. Mình thực ra mình có một cái hộp kho báu bạn, mình sẽ cho bạn khoe bạn coi. Cái này chắc là mình quay trong vlog thì nó mới có nè. Mình có một cái hộp kho báu đấy là mình có rất nhiều móc khóa luôn các bạn. Rất là nhiều các bạn fan đã tặng mình móc khóa nhiều lắm. Và thậm chí là trong những cái fan meeting của Hero Team các bạn. Và có những cái mà móc khóa mà các bạn fan khác tặng cho Hero Team. Nhưng mà vì là những cái đồ này nó nhỏ quá ấy, mà những cái thùng quà nó rất là lớn nên các bạn ý rất dễ bị thất lạc. Nên là mình đã lụm những cái móc khóa này và mình đã cất vào đây. Thì đây, nãy mình đang định bảo là mình nhìn cái móc khóa này mình thấy khá là quen. Bởi vì là mình cũng có một cái móc khóa y hệt. Nhìn nào, mình có một cái móc khóa y hệt, cái móc khóa bạn Trúc bạn tặng mình này các bạn. Mình có hai con vịt này. Ok, mình sẽ đặt thêm vịt ở đây nha. Và mình sẽ đọc cái móc khóa chai cola ở đây. Bởi vì tại sao mình hay cất trong này là bởi vì là khi nào mà mình cần sử dụng á thì mình sẽ dùng. Đây này, có những cái móc khóa này các bạn fan tặng mình từ hồi fan meeting luôn nè. Mình rất là quý những cái đồ fan tặng nên là thực sự là không những cái món đồ nào mà mình có thể giữ được. Tức là có một số món đồ mà mình bắt buộc mình phải bỏ các bạn. Tức là có những cái mảnh mà kiểu giấy nháp ấy. Mình phải nói gọi là giấy nháp luôn ấy. Bởi vì nó đúng là giấy nháp thiệt. Thì các bạn ấy viết lên đấy một hai chữ thôi thì mình không thể nào mình giữ cái đấy được. Bởi vì những cái đấy nó quá là nhiều luôn. Những cái đấy thường của những bạn mà bé các bạn tặng mình ấy thì mình không giữ được. Nhưng mà có những cái món quà khác thì dù là một cái móc khóa bé xíu rồi mình cũng sẽ giữ lại. Chứ mình không bỏ nó đi đâu. Tiếp theo, để túi thứ hai, trứng. Cái thứ hai là kẹo. Trong vlog lần trước tôi đã bảo là đừng mua kẹo rồi té đồ chút này. Này là nước dừa Vico Fresh. Cái này là hãng mới nha các bạn. Hãng mới nha, mình chưa uống cái hãng này bao giờ. Chai này cũng là một chai nước dừa các bạn. Vico Fresh. Cái này là đậu phộng da cá các bạn ạ. Đây là da cá các bạn. Và đây là đậu phộng. Tôi có da cá, tôi có đậu phộng. Bùm, đậu phộng da cá. Tin nổi không ạ? Và đây là có một cái bánh. Bánh này rất là bự. Bánh này bánh Bakery Happy. Happy birthday to you. But it's not my birthday. Today is not my birthday. Trong này thì nó có một cái chữ Happy birthday. Kỷ niệm 5 năm Thanh Trúc báo vịt. 5 năm là 5 năm em nhìn thấy anh à? À ok. Ngày đấy là ngày nào vậy? Dạ 8/9. Ngày 8 tháng 9. Ồ tức là bạn Trúc mà nhìn vào mình 8 tháng 9 5 năm. Hôm nay là năm 2024. Là em coi anh từ năm bao nhiêu? 2017 hay 2018 gì vậy? 2017, 2018 à? À ok ok. Rồi. Bên này thì ta có một cái pháo. Một cái pháo. Đợt trước em có cắt lên rồi. Có mua một
cái đợt mà em gọi FaceTime cho anh à? Sau một lần này em gọi lại anh, tính anh vẫn giữ cái clip mà hôm em gọi FaceTime anh luôn á, anh quay hết á. Anh vẫn giữ cái clip đấy nhưng anh chưa edit, anh chưa đăng thôi. Bởi vì đợt đấy anh bận quá nên chưa đăng. Tuyên bố các bạn luôn là bánh này mang tính chất kỷ niệm, còn bổ béo thì lại béo cameraman. Hôm nay mình sẽ đốt cái bánh này. Bánh này là bạn Trúc đã chuẩn bị, bánh kỷ niệm 5 năm ngày nhìn thấy ông vịt ở trên YouTube. Đây cho anh sẽ để cho em cắm đi. Cái bánh này sẽ để cho Trúc cắm nha. Trúc thích cắm ở đâu thì Trúc cắm. Cắm đâu cũng được, em thích cắm đâu cũng được. Ok, rồi. Cắm sâu một chút. Rồi. Happy birthday. Happy birthday. Happy day I see you. Happy day I see you. Mừng ngày đó cậu nhìn thấy mình. Happy day I see you. Tiếng Anh siêu chuẩn IELTS 10.0 các bạn. Đấy. Chúc mừng ngày chúng ta đã nhìn thấy nhau và chúng ta đã gọi là nhìn thấy cuộc đời nhau ở trên nền tảng YouTube, và cảm ơn YouTube đã đưa mình gần gũi hơn mọi người, cả tận cháy tóc luôn. Rất đẹp. Yeah. Happy day I see you. Bây giờ mình sẽ lấy đồ ra. Đồ này rất là dễ thương các bạn. Và cái này nó là một cái dao cộng với cả cái thìa muỗng để ăn bánh. Mình sẽ lấy hai cái ra để mình cho Trúc một cái và mình một cái. Đấy, còn tí nữa cameraman sẽ ăn nguyên cái bánh luôn chứ không phải là phải lấy cho cameraman các bạn. Mình rất thương cameraman, các bạn đừng bảo là mình ăn mình không cho cameraman xong rồi lại bảo tội ông quay nha. Ờ ok. Mình sẽ cắt chiếc bánh này ra. Đây. Here. Ok, mình sẽ nhấc nó lên như thế này các bạn. Rồi, ok. Nhìn các bánh rất điệu nghệ mà tại sao nó không ra? Đây. Hey. Đó. Rồi ok, mình sẽ ăn cái bánh này của Trúc rất ngon. Ăn hết rồi bạn. Ăn hết nha. Tí mình sẽ đăng lên Facebook của mình. Ok. Đã chụp, chúng ta sẽ dùng ra xem mà cái nồi mandu của mình nó chín chưa nha. Mình nghĩ là chín rồi bạn, bởi vì nó chỉ mất khoảng 15 phút thôi. Ở trong này thì chúng ta có hai loại há cảo, một loại há cảo là nhân tôm thịt và một loại há cảo là màu xanh, là cái này như là có rau đó. Cái này là có rau nè. Mình sẽ chia bạn mỗi người hai cái. Siêu ngon mà không hề bị mắc tiền lắm đâu nha. Các bạn nào muốn ăn thì có thể ăn thử, có thể mua ở nhà hoặc ra cửa hàng tiện lợi mua nhé. Đây, nó gọi là mandu các bạn ạ. Mình sẽ chia cho mình nhiều hơn Trúc một cái bởi vì mình bự hơn Trúc. Mình sẽ có 5 cái, còn Trúc có 4 cái. Để cho Trúc cái muỗng còn mình ăn cái dĩa. Xong rồi mình sẽ cắt cái này ra cho Trúc, bạn ấy dễ ăn một xíu nha. Và cho nó cũng nguội đi mất một xíu, không là nóng chết mất. Đây là phần đồ ăn của mình và Trúc mới mua xong. Mình sẽ mời Trúc ăn cái món mà mình hay ăn. Em có thể ăn một chút cũng được, không phải ăn hết đâu, không em bị ngấy á. Bây giờ sẽ mời Trúc ăn mandu được made by cửa hàng tiện lợi và nấu bởi anh Mr. Vịt bằng cách hấp lên. Ra chưa? Ngon cực. Mình thích ăn, nên fan của mình cũng phải thích ăn. Bạn nào mà gầy gò ốm yếu, từ chối nhận fan, yêu cầu ăn nhiều hơn để mập được như mới chơi. Cái này rất ngon á, nhân ở bên trong này. Bạn nào muốn ăn có thể mua về ăn thử nha. Cái này hoàn toàn chúng ta có thể hấp hoặc là nướng. Có lò nướng bỏ vào cũng ăn cũng rất là ngon nha. Mà hấp cũng ngon nha. Mình thì thích ăn hấp hơn, bởi vì ăn hấp nó mềm, ăn nướng thì nó giòn hơn, siêu ngon. Rất ngon. Nhá hết rồi. Nếu mà khi ăn nha, xe bay ăn nhanh hơn là mình thắng rồi đó. Mình vô địch rồi bạn. Siêu ngon. Mình ăn hết một cái bánh nè, một cái xúc xích nè. Và ăn hết mandu nữa. Và kia mình có một bịch, một nồi đồ ăn luôn bạn. Trong lúc Trúc đang ăn thì mình sẽ đi cất đồ ăn nha bạn. Mình sẽ cất cái đồng hồ này đi. Nên mình sẽ cất hết đồ vào trong tủ lạnh. Hôm nay mình có quá trời đất đồ ăn các bạn. Mình ăn từ tối không hết luôn. Mình mới mua mandu về rồi. Cameraman của mình ngày hôm nay thì xác định là thôi, hôm nay là liệm rồi. Xin vĩnh biệt cụ. Cameraman của mình ngày hôm nay là hai phần cơm trong tủ lạnh vẫn đang còn, mandu ở bên dưới, một cái bánh gato đeo to đùng vẫn chưa biết ăn như thế nào, rất nhiều trứng ở đây. Cameraman của mình đang vuốt mặt không kịp rồi các bạn, đang thở oxy rồi. Đây vẫn còn kẹo từ lần trước tặng còn chưa ăn hết, mà lần này lại kẹo, lại cho nữa, ăn kẹo quái nữa này. Thôi để trên này đi cho cameraman của mình thở oxy dần đi các bạn. Đây mì gói nhá, mì gói này tuyên bố là của cameraman hết, trứng của em đốt nhá. Còn mấy cái này mình sẽ ăn, hai cái này sẽ ăn. Thực ra mình nghĩ là ăn cái này cũng vẫn mập thôi bạn. Mình hay nhắc đến chuyện mập lắm, nhưng mà hai cái này chắc vẫn mập hơn, nhưng mà mình tưởng tượng nó không mập thì mình sẽ không mập, còn mình tưởng tượng là mình mập thì mình sẽ bị mập. Nên là những cái nào mình khiến cho mình bị tưởng tượng mình mập thì mình sẽ không ăn, còn những đồ nào mà không khiến cho mình cảm giác là mình bị mập thì mình sẽ ăn tới bế luôn các bạn. Quá trời đất đồ luôn, đậu phộng da cá là cái gì nữa, gì cuồng. Đậu phộng da cá vãi chuối thật, lần đầu tiên tôi nghe khái niệm đậu phộng da cá luôn các cụ. Đầu tiên này thì tôi nghĩ là để tạm ở đây đi. Cái bịt mặt này thì tôi sẽ để nó vào trong cái thùng đồ mà tôi hay để và tuốt tận trong kho này cơ bạn. Trong kho này tôi có một cái thùng đồ đựng rất nhiều đồ luôn, toàn là đồ hóa trang rồi mũ miếc rồi kẹp kiếp các kiểu này. Còn riêng con vịt này thì tôi sẽ để nó ra ngoài vì nhìn trông nó rất là ngộ và con này có thể xả stress được. Cái chỗ của tôi càng ngày nó càng bị gọi là tấn công rồi bạn ơi, càng ngày nó càng nhiều đồ rồi, càng ngày nó càng nhiều dần lên và tôi đang sắp bị over rồi bạn, tôi đang sắp bị over chỗ rồi. Tôi sẽ phải cất bớt mấy cái đồ linh tinh đi, không thì tôi sẽ hết chỗ mất. Tôi sẽ cất bớt những cái đồ nào mà tôi cảm thấy không để trên này được nữa thì tôi sẽ cất xuống bên dưới này. Để cái thiệp của fan tặng mình vẫn giữ nè. Một ngày nào đấy khi mà tôi trở nên giàu có và có nhiều tiền hơn thì tôi sẽ mua căn nhà siêu bự và tôi sẽ dành hẳn một cái phòng để gọi là triển lãm đồ của những
bạn fan yêu quý của tôi sẽ cất đồ vào đấy nhá. Còn giờ tôi nghèo, tôi chưa có nhà, tôi vẫn phải đang đi thuê nhà ở thì tôi sẽ để đồ ở đây. Rất đẹp, siêu đẹp. Rồi, cuối cùng thì sau một vòng thì Trúc cũng đã ăn xong mandu. Và cảm ơn bạn đã theo dõi video clip của mình. Đến đây thì có lẽ hết rồi, mình sẽ nói chuyện với Trúc một lúc để cho Trúc đi về và mình lại làm việc nữa. Bởi vì chiều tối nay thì sẽ có một cái live show của Hero Team ở bên dưới Shop Hero ở địa chỉ 39 đường số 37, khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn nhớ qua nhé. Còn bây giờ thì mình và Trúc sẽ ngồi nói chuyện nhau một lúc và tí nữa sẽ để cho Trúc đi về sau. Còn bây giờ thì mình sẽ dành thời gian để nói chuyện với bạn Trúc một chút. Và hẹn gặp lại các bạn trong vlog sau nhé. Biệt danh ông Hoàng quay fan sẽ gặp lại bạn khác nếu như bạn khác tới nha bạn. Biệt danh ông Hoàng quay fan sẽ gặp lại các bạn khác nếu như các bạn khác tới nha mọi người. Bởi vì mình thấy sơ sơ ở trong tin nhắn của mình đang có một bạn, bạn ấy nhắn là em và một nhóm bạn muốn đến tìm anh. Đúng kiểu đòi nợ thuê ấy bạn. Ok bạn, hẹn gặp lại bạn trong video sau. Bye bye.